Chào mừng bạn đang xem bộ truyện kiếm lai like tại kênh Ki Quy Truyện, tập 23, Hừng Đông, Thinh Thích. Chúc bạn xem video vui vẻ. Xin ủng hộ một nút like, ấn vào đăng ký kênh để nhận thông báo nhiều video mới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Bên kia cửa truyền đến giọng của chữ Diêu, ngươi sao không mang cây châm này cho đi? Người ta nếu nguyện ý tặng cho ngươi, tự nhiên là hy vọng ngươi dùng nó. Trần Bình An suy nghĩ xuất thần ngẩng đầu nhìn lại, cười hỏi, sao cô lại tới đây? Chữ Diêu ngồi ở đối diện Trần Bình An, liếc nhìn cây châm trong tay Trần Bình An, ta cẩn thận xem xét qua, thật là cây châm bình thường mà thôi, không có dấu diếm huyền cơ, từ đầu ta còn tưởng rằng là tòa tiểu động thiên chứ. Trần Bình An không hiểu ra sao, cái gì, chứ diêu nhìn một bàn bảo vật gia truyền áp đáy hòm của Trần Bình An, giải thích, có động thiên khác, cách nói này nghe nói qua chưa, dân chúng chỉ cho là cách nói tu từ của người đọc sách, không xem là thật, thật ra nơi này rất có chú ý, trên đời này động thiên phân hai loại, một loại là tòa ly châu động thiên chúng ta đang ngồi đây, thuộc về một trong 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, chính là động thiên trong động thiên phúc địa kia có một số lãnh thổ rộng lớn không biết mấy ngàn mấy vạn dặm trong truyền thuyết đạo tổ có được một tòa liên hoa động thiên tuy là một trong 36 tòa tiểu động thiên nhưng mỗi một lá sen trong đó so với kinh thành vương triều đại ly các người còn lớn hơn trần bình an cả kinh ngẩn ra hoài nghi nói là thật chứ chứ diêu cười đưa ra ngón tay cái chỉ về phía mình như định liệu trước nói ta cũng không tin cho nên tương lai sau khi ta tận mắt thấy qua sẽ trở về nói cho ngươi thật giả trần bình an nhẹ giọng nói địa phương ngạc nhiên cổ quái như vậy, không lẽ ai cũng có thể đi vào sao? Chữ Diêu ha ha cười nói, ngươi nghĩ rằng ta là ai vậy? Trần Bình An nhanh chuyển hướng đề tài, chữ cô nương tiếp tục nói về chuyện động thiên đi. Chữ Diêu tùy tay cầm lấy một khối xà đàm thạch tinh xảo linh lung, màu hoa đào, nằm ở lòng bàn tay nói, ý nghĩa một tòa đại động thiên có thể quán thông thiên địa, linh khí dư thừa, đó mới là tiên gia phủ đệ danh xứng với thực, luyện khí sĩ thân ở trong đó tu hành, làm ít được nhiều, động thiên hàng đầu không phải là người thân có đại khí vận là không thể chiếm cứ, sớm bị người nổi bật trong tam giáo bách ra chỉ cắt hầu như không còn, không để người khác nhúng tay. 36 tiểu động thiên, có chút như là bí cảnh được che giấu, như cô gái ung tì bà chen nửa mặt, trong đó lấy đào nguyên động thiên phong cảnh hợp lòng người nhất, lấy cương phong động thiên u kỳ hiểm trở nhất, lấy ly châu động thiên. Trần Bình An tò mò hỏi, chúng ta thì sao? Chữ diêu khóe miệng nhếch lên, phân hai ngón tay, nhẹ nhàng vê vê nói, nhỏ nhất, chỉ có chút như vậy, là nơi chặt hẹp nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Trần Bình An co chân mà ngồi, lười biếng nằm úp sấp ở trên bàn, sau đó giơ lên một cái nắm tay, theo thứ tự dựng thẳng lên từng ngón tay một, nhẹ giọng cười nói, nhưng mặt ta ở trong này, gặp tề tiên sinh, dương lão nhân, lưu tiện dương, cố sán, đương nhiên còn có cô, chữ cô nương, chữ diêu cũng cười, còn có một loại tiểu động thiên, chính là nơi thu nạp phật phẩm, Phật gia có cách nói tu di giới tử, đạo gia lại là tay áo có càn khôn, bách gia còn lại cũng đều có cách nói tôn chỉ đều là trong gang tắc dung thiên địa nói ngắn gọn đúng là một vật chứa đồ có thể lấy ra rất nhiều thứ chính là động thiên phúc địa chân chính loại bảo bối lấy tên là động thiên này không thể đưa vào vật còn sống mẫu thân ta trước kia một trong đồ cưới đáng giá nhất chính là một cái vòng ngọc động thiên bên trong là một nơi lớn chừng một cái nhà thiếu niên giày rơm không biết bên ngoài trời cao đất rộng như có chút thất vọng nhỏ như vậy à cô xem đạo tổ người ta một cái lá sen đã lớn bằng một tòa thành trì rồi chữ siêu thẹn quá thành giận thân thể ngã tới đưa tay muốn vỗ một cái vào đầu Trần Bình An, Trần Bình An nhanh ngửa thân thể ra sau, trốn tránh trái phải, chữ Diêu ra tay mấy lần cũng không có đánh trúng, linh tê chuột động, liền nắm lấy viên xà đảm thạch màu hồng phấn, tạo thế muốn quảng đi, Trần Bình An nhanh kích động nói, đừng vậy đừng vậy, nếu bên mép mà bị hỏng, khẳng định sẽ bị bớt đi rất nhiều tiền, chữ Diêu bĩu môi, buông xà đảm thạch, lại đột nhiên nâng mạnh tay, Trần Bình An bị dọa nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn, bốc một tiếng, viên đá trùng trùng vô lên trên mặt bàn, chữ Diêu ôm bụng cười to. Trần Bình An sau khi mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, chữ cô nương, cô có thể không cần trẻ con như vậy hay không? Chữ Diêu hướng lên hàng chân mày hẹp dài, khuỷu tay đảo qua, viên đá nọ bị quét khỏi mặt bàn. Trần Bình An hai tay ôm đầu, vẻ mặt đau khổ, cùng chữ cô nương giảng đạo lý, giảng không thông mà. Chữ Diêu đùa cười một tiếng, từ dưới mặt bàn đưa ra một bàn tay khác, viên đá vốn đã rơi khỏi bàn nọ, rõ ràng nằm ở trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Trần Bình An hai tay vẫn ôm đầu, dáng vẻ đáng thương, chữ Diêu không chiều cợt Trần Bình An nữa, chính xác hỏi ngươi về sau làm cái gì trần bình an nghĩ nghĩ thành thật hồi đáp giúp nguyễn sư phụ làm xong việc cần sức lực này tôi nghĩ về sau mình vào núi đốt than còn có thể thuận tiện hái thuốc bán cho cửa hàng dương ra chứ siêu do dự một chút rồi hỏi như vậy chứ bỏ bàn sơn viên chính dương sơn kia còn có phụ nhân hứa ra thanh phong thành tiệt sang chân quân lưu trí mậu cùng với vân hà sơn cùng lão long thành sau lưng thái kim giản cùng phú nam hoa ngươi làm sao bây giờ vạn nhất người ta muốn gây phiền toái cho ngươi ngươi trốn chỗ nào chữ diêu không đợi trần bình an nói đã trầm giọng nói cho nên lúc trước lục đạo trưởng bảo ngươi mặc kệ thế nào cũng phải là mặt dày ở tại cửa hàng thợ rèn là một con đường đúng đắn trần bình an lo lắng nói vậy nếu rước lấy một chuỗi dài phiền toái cho nguyễn sư phụ vậy phải làm sao chữ diêu cười lạnh nói một vị thánh nhân chủ trì tiểu động thiên vận chuyển còn có thể sợ phiền toái này trần bình an gật gật đầu ta quay đầu sẽ hỏi nguyễn sư phụ một chút trước mang toàn bộ tình hình thực tế nói cho hắn xem hắn còn có nguyện ý thu ta làm học đồ trường kỳ hay không Chữ Diêu một tay chống má, một tay lật lật xà đàm thạch nói, ở chấn nhỏ này, không có gì là một túi lớn đồng tiền kim tinh giải quyết không được, nếu có, vậy hai túi. Trần Bình An vẻ mặt cầu xin nói, ta đau lòng, chữ Diêu liếc mắt nói, thời điểm ngươi đưa hết cho Lưu Tiện Dương, sao lại không đau lòng. Trần Bình An lắc đầu nói, hai việc khác nhau, không thể so sánh, chữ Diêu liếc trắng mắt nói, về sau nữ nhân nào, bất hạnh làm vợ của ngươi, ta nhắm chừng nàng mỗi ngày hận không thể một cái tắt đánh chết ngươi. Trần Bình An nghiêm trang nói, thật nếu có vợ thì lại là chuyện khác, ta cũng không ngốc, sẽ làm vợ của mình chịu ủy khuất. Chữ Diêu vẻ mặt không tin, tràn đầy thần sắc châm chọc, thiếu niên hai tay ôm ngực, ngồi xếp bằng, thần sắc có chút kiêu ngạo khó được, hừ hừ nói: "Nếu vợ của tôi bị ủy khuất, đừng nói là lão viên chính Dương Sơn, chính là cái gì đạo tổ cô nói kia, tôi cũng muốn chém chết hắn, trước không nói chém có chết hay không, dù sao chém trước nói sau." Chữ Diêu rất là kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm nàng vẫn cảm thấy Trần Bình An không phải là người tính tình cứng rắn, đương nhiên ngoại trừ giết thái kim giản, đấu bản sơn viên gia, bình thường ở chung, Trần Bình An giống như là tính tình vĩnh viễn cũng không tức giận, cũng không cố chấp, không lạnh, không nóng. Loại lời nói này nếu là thiên tri kiêu tử như phủ nam hoa, tống tập tân nói ra miệng, chữ diêu sẽ cảm thấy không chút nào bất ngờ, nhưng từ miệng Trần Bình An nói ra, chữ diêu có chút không thể tin được, vì thế nàng nhịn không được hỏi, vì sao? Trần Bình An nhếch miệng cười nói, Cha tôi đời này chỉ đánh nhau với người ta có một lần, là vì mẹ tôi, bởi vì ngõ kỵ long có người mắng mẹ tôi. Cha tôi tức giận, đi qua hung hăng đánh một trận, thời điểm trở về, bị mẹ tôi cằn nhằn rất lâu, nhưng mà cha tôi lén nói với tôi, đánh thắng được hay không, là một chuyện, đánh lại hay không là một chuyện, nam nhân không che chở cho vợ mình, cưới vào cửa để làm cái gì. Chữ diêu có chút kỳ quái, hả? Trần Bình An gãi gãi đầu, thẹn đỏ mặt nói, cha tôi nung sứ lợi hại, đánh nhau thực không được, thời điểm về nhà mặt mũi bầm dập, bị người ta đánh thảm chữ diêu đưa tay đỡ lấy chán không muốn nói chuyện nàng trầm mặc một lát đứng dậy nói đi thôi về cửa hàng trần bình an hỏi tôi đưa cô ra đầu ngõ nê bình chữ diêu tức giận nói không cần trần bình an không có cưỡng cầu chỉ đưa chữ diêu đến cửa viện chữ diêu không có quay đầu cũng biết thiếu niên vẫn đứng ở cửa người tốt không cổ hủ lòng bọn họ sẽ hết sức ấm áp sáng lạn như hoa hướng dương cái này bản thân chính là chuyện thực tốt đẹp thiếu niên ngõ nê bình không chỗ dựa vào Bị người bên ngoài xem chỉ là một cái mạng mặt hạng chân đất, con kiến kiếm ăn trong ngõ hẹp phố phường, nhưng mà thiếu niên Trung Quy có cuộc sống mà mình muốn, hắn cũng rất muốn mình sống tốt, không phải ham hưởng thụ, trên thực tế thiếu niên từ nhỏ chính là một đứa nhỏ rất có thể chịu khổ, hắn chỉ đơn thuần muốn cha mẹ nếu ở trong lòng đất có biết, bọn họ khẳng định sẽ yên tâm, tuy trần gia cũng chỉ có một mình Trần Bình An, nhưng mà một người thì cũng có thể có ngày lành, cũng ý nghĩa cái nhà này từ cha mẹ truyền xuống, là không có sai, chẳng sợ cái nhà này chỉ còn lại có một người chẳng sợ cho dù có tiền mua câu đối xuân cần một mình thiếu niên dán không có ai nói cho trần bình an là dán lệch hay dán đúng chữ phúc dán ở trên cửa kia cần mình leo thang cũng không có người đỡ con người sống một đời sinh tử tự chịu không cần nghĩ tới cầu từ ông trời được thứ gì đó cho nên người như thế nhìn như tính tình tốt thật ra xương cốt rất là cứng rắn mệnh cũng sẽ càng cứng rắn cô gái đi ra ngõ nê bình nàng đột nhiên có chút mất mát cũng có chút áy náy vì mình không cáo mà biệt trần bình an sau khi trở lại phòng ngây người, người với ngọn đèn, mơ mơ màng màng, Trần Bình An giống như ngủ mà không phải ngủ, giống như mộng mà không phải mộng, hắn giống như khó hiểu đã đi tới phía nam hành lang kiều, chỉ nhớ mang mắng dọc theo đường đi tối đen, ngay cả hắn cũng nhìn không tới cảnh tượng bên ngoài vài thước, nhưng mà khi hắn một chân bước trên bậc thang, trong thiên địa, chợt tỏa ánh sáng, Trần Bình An đần độn đi ở lối qua hành lang kiều, đột nhiên ở giữa con đường, nở rộ ra hào quang trắng như tuyết vô cùng đẹp mắt, giống như so với thiên địa quang minh phía trước càng thêm chói mắt, ẩn chứa đạo ý càng thêm cao thượng trần bình an rõ ràng là mắt đau đớn rơi lệ nhưng mà không biết vì sao ngược lại có thể xem càng thêm rõ ràng phong cảnh kỳ dị nơi đó có một nhân vật cao lớn khuôn mặt mơ hồ đứng ở giữa hành lang kiều có chút tương tự tề tiên sinh mà trần bình an gặp ở ngõ nhỏ tay áo phiêu diêu một thân trắng như tuyết như thần như tiên nhưng mà trong tiềm thức hỗn loạn như ngựa hoang thoát cương trần bình an vô cùng xác định nhân vật trước mắt càng thêm hư vô mờ mịt so với tề tiên sinh tựa như hắn cách nhân gian rất xa Trần Bình An chậm rãi đi tới, bên tai giống như có cô gái hổ mị nhỏ nhẹ lầm bầm, mê hoặc lòng người, quỳ xuống đi, sẽ có vận may vào đầu, sao lại có người uy nghiêm hét lớn, kinh sợ lòng người, phàm phu tục tử, còn không mau mau quỳ xuống, lại có thanh âm công chính bình thản lạnh nhạt nói, tục nhân như thế, cần quỳ xuống thiên địa quân thân sư, quỳ một cái thì có làm sao, đổi được một cái đại đạo đăng đỉnh, còn có giọng nói tăng thương khàn khàn vang lên, một cái quỳ này, chẳng khác nào đi qua cầu trường sinh kiều, đi lên thang thanh vân. Vượt qua hồ thiên địa, đừng có chần chờ, mau mau quỳ xuống, chờ cho không lấy, thì sẽ chịu phạt, một thanh âm quen thuộc kiệt lực vang lên, Trần Bình An mau mau dừng bước, không nên đi tới, cũng không được xoay người, càng không thể quỳ xuống, chỉ cần kiên trì ở tại chỗ một nén nhang là được, người một giới phàm nhân, có thể chịu tải bao nhiêu cân lượng ý nguyện thần khí, không cần nghịch thiên mà làm việc. Có điểm như là Dương lão nhân gian dậy cùng cảnh báo, chỉ là tiếng nói lão nhân càng về sau càng thấp, cùng lúc đó, lại có người ôn thuần cười nói: Trần Bình An không ngại đứng thẳng, đi tới phía trước vài bước thử xem sao, cái này như là tề tiên sinh. Trần Bình An bằng vào bản năng thẳng thắt lương, dừng bước chân lại, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh bốn phía, hắn chỉ biết mình có rất nhiều vấn đề, cũng muốn hỏi tề tiên sinh. Rất nhiều thanh âm ồn ào vang lên liên tiếp, đây là cơ duyên mã khổ huyền nên được, tiểu tử ngươi nhanh lăn ra ngoài, đó là mã khổ huyền lấy không được, cũng nên thuận thế rơi vào tay chữ diêu mẩn mống thiên tiên, ngươi tính là cái gì vậy? Ngươi chính là một bãi bùn của một chi trần thị, sớm nên hương khói đoạn tuyệt, cũng dám thèm tới thần vật tiểu tạp chủng vô liêm sỉ trần bình an người không phải thực để ý đám người chữ diêu cùng lưu tiện dương sao xoay người quay về trấn nhỏ đi mang cơ duyên để lại cho bằng hữu ngươi không phải tốt sao tề tĩnh xuân đã dùng cái chết của hắn đến đổi lấy phàm nhân các ngươi an ổn về sau an tâm làm nhà phú ông cưới vợ sinh con còn có kiếp sau chẳng phải là tốt sao dám can đảm lại đi về phía trước một bước sẽ mang ngươi nghiền xương thành cho trần bình an bước ra một bước hành lang kiều ầm ầm chấn động thiên địa yên tĩnh tạp âm biến mất, có thở dài, có sợ hãi, có bối rối, có kính sợ, có thổn thức, một đoàn loạn cả lên. Trần Bình An sau khi đi ra một bước, liền tự nhiên mà bước về phía trước bước thứ hai, lúc này hắn mới phát hiện Tề Tiên Sinh đang sóng vai mà đi cùng mình. Cả tòa hành lang kiều cùng với bên ngoài hành lang kiều, đột nhiên trở nên đưa tay không thấy năm ngón. Thời điểm thiếu niên dừng bước đi về phía trước, cũng đã không bị ánh sáng làm cho rơi lệ. Lúc này không khỏi lập tức nghẹn ngào hẳn lên, linh tê chợt tới, liền hỏi: "Tề Tiên Sinh, người là phải đi sao?" Ừm, phải đi, bên ngoài có rất nhiều người, hy vọng ta chết, cũng không phải do tự ta đưa ra lựa chọn. Tề tiên sinh, chúng ta đi gặp ai, không phải chúng ta là ngươi, ngươi cần gặp là một vị. Lão nhân, đột nhiên một tiếng nổ lớn, tề tiên sinh giống như bị người một kích đánh bay, nhưng tề tiên sinh ngược lại sang sảng cười to, cuối cùng không quên trầm giọng nói, Trần Bình An, đại đạo ngay ở dưới chân, đi. Trần Bình An hít sâu một hơi, nâng chân lên chuẩn bị bước ra bước thứ ba, có một tiếng nói vang lên ở nơi cực xa, cực cao, nháy mắt xuyên thấu tầng tầng thiên địa, hơi cười nói, chuyện bắt quá tam, điểm đến là rừng. Trung gian hành lang kiếu bên kia theo đó có người hừ lạnh một tiếng, Trần Bình An đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình nằm úp sấp ở trên bàn, ngọn đèn còn đang thiêu đốt, thiếu niên theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã sáng, Trần Bình An vẻ mặt hoảng hốt ra khỏi phòng, đi tới tiểu viện, ngẩng đầu nhìn, mặt trời đã nhô cao, tầm mắt rất rõ ràng, bầu trời giống như phôi sứ màu men trơn bóng, Trần Bình An vô tình nhận thấy hô hấp có chút đình trệ thế là liền ngồi ở cửa, nín thở ngưng thần, hai tay mười ngón kết thành cọc quyền lò kiếm. Sau thời gian một nén nhang, Trần Bình An lúc này mới cảm thấy khí tức vững vàng thông thuận, vừa định đứng lên thì dư quang ở khóe mắt quét qua, đặt mông ngồi lại cửa, trợn mắt nhìn sang, không biết từ khi nào ở góc vườn đã có một tảng đá đen nằm đó, ma kiếm thạch, chảm long đài, đá mài kiếm, bục chảm rồng tốt nhất thế gian. Điều này khiến cho Trần Bình An sợ hãi, tuy chữ cô nương thích nói những lời khẩu khí lớn, nhưng tất cả ngôn ngữ lạnh lùng của nàng ta lại tuyệt đối không hề có chút làm bộ. Trảm long đài mà nàng ta nói là vô cùng vững chắc chỉ có thể dùng kiếm tiên hoa và phải trả một cái giá đắt mới có thể bổ ra được. Trần Bình An tất nhiên là tin, như vậy khối trảm long đài là tự mọc chân, sau đó một đường chạy đến nhà Trần Bình An hắn à. Hiện giờ Trần Bình An đã biết trên đời qua thực là có thần tiên quỷ quái, còn có vô số ma núi yêu tinh, nhưng tảng đá thanh tinh, khả năng chắc không lớn chứ nhỉ, hơn nữa nó chạy đến nhà ai thì cũng có thể hưởng phúc chạy đến nhà mình trừ chịu tội ra thì còn được gì nữa có một hòn đá thành tinh nào ngu như vậy à trần bình an hỏi thử ê người có thể nói chuyện không hay là nghe hiểu ta nói gì không đương nhiên là không thể thiếu niên nghi thần nghi quỷ lắc lắc đầu đại khái là cảnh tượng trong mơ lúc trước rõ ràng quá trần bình an kỳ thật cho đến bây giờ vẫn chưa bình thường lại dẫn tới hiện tại nhìn cái gì cũng thấy cổ quái rất nhiều chuyện nhỏ mà năm đó không nghĩ kỹ hiện giờ sâu chuỗi lại với nhau giống như một phát thông suốt hết những gì Tề Tiên Sinh nói trên đời này đích xác là có thật, chữ Diêu cũng từng nói những điều lạ lùng ở trời đất bên ngoài, cho dù là Dư lão đầu kỳ thật cũng đã nói rất nhiều thứ, chuyện vào núi rất đơn giản cũng có rất nhiều thứ phải chú ý, ví dụ như gốc cây rất bình thường này có khả năng là ghế ngồi của sơn thần, không ngồi lên được đâu, còn nói núi ở trên thế gian này, bất kể là lớn hay nhỏ, kỳ thật đều là nhất mạch truyền thừa, chỉ chẳng qua là có phân ông cháu mà thôi, Trần Bình An lúc này đột nhiên thấy rất hiếu kỳ rất muốn biết ly châu động thiên ở trấn nhỏ rốt cuộc là làm thế nào mới thấy được toàn cảnh có phải là chỉ trèo lên đỉnh núi so với phi vân sơn còn cao hơn mới có thể nhìn được hết không trần bình an thu hồi suy nghĩ cúi đầu nhìn tảng đá màu đen định đem nó tới lò rèn chữ cô nương khẳng định sẽ dùng khối ma kiếm thạch đó về phần đến lúc đó chữ cô nương sẽ xử trí tảng đá này như thế nào là lựa chọn để mài kiếm của mình hay là giao cho nguyễn sư phó coi như là lễ tạo việc giúp đỡ đúc kiếm trần bình an cũng không quan tâm hắn chỉ rất hiếu kỳ ma kiếm thạch rốt cuộc mài kiếm như thế nào có phải là giống như mình mài đau không trần bình an làm việc trước giờ rất dứt khoát sau khi đã quyết định thì lập tức động thủ vươn tay ra nâng ma kiếm thạch lên có thể nâng được cách mặt đất hơn một tấc hơi nặng nhưng vẫn chưa đến mức không khiên được trần bình an liền vào trong nhà tìm một cái giọt rất nhanh thiếu niên liền khiêng sọt đi trong ngõ nê bình trên ma kiếm thạch thì chụp một lớn áo lên sau khi ra khỏi ngõ nê bình trần bình an phát hiện người đi đường đông đúc chắc là do trận đêm tối ập xuống bất ngờ đó khiến cho người ta hoảng thốt, hiện giờ vất vả lắm mới nhìn thấy mặt trời, thế là đều muốn ra ngoài hít thở, cho nên tuyệt đại đa số bách tính của trấn nhỏ đều ra khỏi nhà, đi trên đường nhao nhao nghị luận, thỉnh thoảng lại có người chạy qua, hô giếng thiết tỏa đã khô cạn rồi, ngay cả xích sắt sắt trong giếng không biết bao nhiêu năm rồi cũng bị tên hỗn đản nhà nào lén lút mang cất về nhà, cũng có những đứa bé chỉ sợ thiên hạ không loạn, top 5 top 3 hào hứng nói về biến cố cây hoài già, thì ra cây hoài già đó trong một đêm đã bị bạt tận gốc, rơi xuống đường cành hoa và lá hoa khô vàng vương đầy đất. Lúc ban đầu rất nhiều bách tính ở gần đó cảm thấy phí của liền thuận tay nhặt cành lá về nhóm lửa. Một số thanh niên lười biếng thì không muốn bị vợ mình cằn nhằn, cầm dao chặt củi đi chặt những cành hoài to một chút. Cũng không phải không có ai ngăn cản, những lão nhân trấn nhỏ cả đời sống xung quanh cây hoe già phần lớn đều vô cùng đau lòng. Trực tiếp chửi mắng hán tử ba nương chiếm cái loại tiện nghi thất đức này, cũng có lão nhân tận tình khuyên bảo nói hoe già có ngọn nguồn sâu xa với trấn nhỏ, nói cây này có linh khí. Nhiều năm như vậy, ngay cả cành khô rơi xuống cũng chỉ chọn đêm khuya vắng người mà rơi, không muốn để đụng phải đầu ai, lại tới mỗi lần thu hoạch không tốt, hòa hòe như gạo, giúp bao người được no bụng, không quan tâm, nhưng nam nhân này hoặc là hờ hững, cứ cắm đầu chặt cây, người nóng tính thì xung đột với lão nhân, đầy đầy gạt gạt, tóm lại là có chút loạn, sau khi nghe thấy động tĩnh ở chỗ cây hòe già, Trần Bình ăn lưng đeo sọt, do dự, thả chậm bước chân, đi vài bước lại quay đầu lại nhìn về hướng cây hòe già trực giác nói với hắn nên tới đó xem thử, nhưng trong lòng lại có một giọng nói, thúc giục hắn mau chóng tới chỗ lò rèn. Hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người linh hoạt như gió lướt qua cạnh mình, là tiểu cô nương mặc áo bông màu đỏ, khiến cho người ta dở khóc dở cười là trên vai tiểu khuê nữ này đang khiêng một cành hoa to như cánh tay thanh niên, dài ngang người, chân tiểu cô nương chạy nhanh như bánh xe, trông rất hoạt bát. Trần Bình An liếc một cái là nhận ra nàng ta, là tiểu cô nương độc lai độc vãng kia, quay lại như gió, thích dạo chơi chung quanh trấn nhỏ, nàng ta và cô sán không đánh thì không quen nhau trước đó không lâu ở thanh ngưu bối đã gặp một lần nàng ta đi theo bên cạnh những nhân vật thần tiên đó giống như là có quan hệ rất tốt với đạo cô trẻ tuổi kia trần bình an còn tặng cho nàng ta một viên xà đảm thạch làm quà trần bình an vội vàng gọi nàng ta tiểu cô nương áo bông đỏ quay đầu sau khi nhìn thấy là trần bình an thì nhếch miệng cười một đôi mắt có thể nói là như nước mùa thu giống như ý bảo ngươi có gì thì mau nói đi ta nghe đây ta còn vội về giúp kiến chuyển nhà Trần Bình An nhịn cười, vẫy tay nói, "Ta thương lượng chuyện này với ngươi nhé, cùng lắm phiền ngươi một lát thôi." Tiểu cô nương áo bông đỏ khiêng cành cây chạy tới, hơi nghiêng người, nàng tăng ngẩng đầu, có chút nghi hoặc. Trần Bình An hỏi, "Cành cây này là ngươi xách từ chỗ cây hoè già về à?" Tiểu cô nương gật đầu, nói với vẻ tiếc nuối, "Không nhanh một chút là bị người ta đoạt hết đó. Ta khí lực nhỏ, chỉ có thể mang đi được cành lớn chừng này thôi, cho nên ta phải tranh thủ đi thêm mấy chuyến." Tâm tư Trần Bình An xoay chuyển rất nhanh, hỏi thử nếu nhà ngươi ở bên phố Phúc Lộc, vậy thì xa quá, nếu ngươi tin ta thì trước tiên đặt tạm cành hoa ở nhà ta, như vậy ngươi có thể qua lại nhiều thêm mấy chuyến. Tiểu cô nương yên lặng cân nhắc lợi hại, suy nghĩ rất nghiêm túc, nàng ta luôn quan sát ánh mắt và sắc mặt của Trần Bình An, đại khái là cảm thấy Trần Bình An không có ý xấu, nàng ta gật đầu nói, vậy ngươi muốn ta làm gì, nói trước nhé, ta không khiêng được cành cây lớn quá đâu, nặng lắm, giờ vai ta còn đang rát đây này. Trần Bình An lấy ra một chuỗi chìa khóa, tháo xuống một cái đưa cho tiểu cô nương, đây là chìa khóa nhà ta, ngươi cầm lấy, ta không cần ngươi làm gì cả, chỉ là khi ngươi lấy cảnh hòe, nhìn xem có lá cây màu xanh chưa biến thành vàng không, nếu có thì nhớ nhặt giúp ta, nàng ta không nhận chìa khóa, trợn mắt lên, chỉ thế thôi à, Trần Bình An cười nói, đúng, chỉ thế thôi, ngươi biết nhà ta ở đâu không, nàng ta ở một tiếng, nhà thứ 12 ở bên trái ngõ nê bình, nàng ta cuối cùng vẫn không cầm lấy chìa khóa, tường sân nhà ngươi không cao, ta có thể dễ dàng ném cảnh hòe vào không cần mở cửa sân đâu trần bình an thu lại chìa khóa cô gái áo bông đỏ đã xoay người chạy đi trần bình an cảm thấy nàng ta giống như mình lúc vào núi nàng ta thì qua phố xuyên ngõ hắn là trèo đèo lụi suối trần bình an ra khỏi trấn nhỏ đi một mạch về hướng nam khi hắn tới gần lang kiều giật mình phát hiện lang kiều đã không thấy đâu cầu hình vòng bằng đá đã thay thế cho nó rồi không biết vì sao tuy lang kiều mới toanh hoành tráng còn treo biển vàng rực rỡ nhưng trần bình an vẫn thích cái cầu cũ hơn trần bình an đứng ở một đầu cầu đá không khỏi nhớ tới giấc mơ không thể giải thích kia hít sâu một hơi chậm rãi đi lên sườn dốc càng tới gần giữ cầu trần bình an lại càng là khẩn trương vốn đã mồ hôi đầm đìa giờ lại càng mồ hôi như mưa chỉ là khi hắn đi tới đầu kia của cầu hình vòm không hề có chuyện gì xảy ra cả trần bình an cười tự giễu bước nhanh hơn về phía lò rèn bên kia thanh ngư bối dương lão nhân ngồi bên cạnh dốc đá màu xanh rít từng hơi thuốc lá đầm nước dưới chân lão nhân nổi từng gợn sóng dưới mặt nước giống như có từng mảng bèo lay động dưới ánh mặt trời vẫn lộ ra một vẻ cổ quái âm trầm không thể diễn tả trên mặt nước dần dần hiện ra một khuôn mặt bà lão mơ hồ nhưng bà ta lại có mái tóc màu xanh lúc này bà lão như cha chết mẹ chết run giọng nói đại tiên đêm qua ta là thật sự không dám tới gần bên đó ta đã thử mấy lần vừa đi qua là giống như chui và trào dầu so với thiên đao vạn quả còn khó chịu đại tiên ngươi tạm tha cho tiểu nhân đi ta thực sự là bất lực rồi dương lão nhân lạnh lùng nói ta không phải đến để khởi binh vấn tội người sau này cũng vậy chỉ cần là chuyện trong đủ khả năng đừng hàm hồ là được liêu hiện tại có một cơ hội ngàn năm một thuộc bày ra trước mặt ngươi nhưng phải xem bản thân ngươi có dám tranh thủ hay không khuôn mặt màu xanh lục của bà lão rung rinh theo mặt nước đầy vẻ quỷ khí không nói nên lời nghe thấy vị đại tiên đó cố ý chỉ một con đường sáng cho mình vội vàng bày ra tư thái chăm chú lắng nghe lão nhân chậm rãi nói hiện giờ tiểu động thiên đã từ từ về lại nhân gian tiếp giáp với đại địa đang ở thời kỳ mấu chốt lạc địa sinh căn không bao lâu nữa sẽ đồng khí liên tri với bản đồ của vương triều đại ly Ngươi sở dĩ được dưng là hà bà, chứ không phải hà bá, giống như ở phương triều ở thế tục, ngươi vẫn chỉ là một tư lại không có phẩm chật, vẫn chưa thật sự đạt được chức tước, cách biệt một bước này lại như cách biệt một trời một đất, lão dùng báng tàu chỉ về bên cầu đã hình vòm, sở dĩ như vậy, căn nguyên không phải là do hạt cảnh, phạm vi quản lý của ngươi nhỏ, mà là địa bàn của ngươi bị chém ngang lưng, nhìn thấy cây cầu đó chưa, chính là nó đã chặt đứt hương khói tương lai của ngươi, ngươi hiện tại chỉ cần có thể bơi qua dưới cầu là sẽ có được tiền đồ lớn vị trí dòng suối nhỏ mà ngươi đang ở, tương lai sẽ trở thành ngọn nguồn của rất nhiều dòng sông quan trọng. Đừng nói là một thần sông hạ đẳng dài chỉ mấy trăm dặm, cho dù là làm thần sông được đại lý sắc phong, dài tới mấy ngàn dặm cũng không khó. Trong mắt bà lão khẽ chuyển động, dương lão nhân cũng không dục dã, cười nói, nằm ườn ra kỳ thật cũng thoải mái lắm, đúng không, vì sao cần người khác nâng dậy phải không? Bà lão trước đó trong lòng lo sợ không dám gật bừa, lúc này nghe thấy đại tiên châm chọc khiêu khích, trong lòng biết là không ổn, lập tức xin tha thứ nước trong hồ lập tức chảy cuồn cuộn lão nhân không chút động lòng lạnh lùng nói là tiếp tục làm cá chạch như chó vậy đuôi mừng chủ hay là hóa thành dao long tọa chấn thủy vận một phương là nhờ hành động ở đây thôi còn nữa đừng quên lúc trước ta nói với ngươi thế nào con đường này không có đường lui đâu chỉ có thể đi tới cuối cùng trên đời này chẳng lấy đâu ra chuyện tốt là một lần là khỏe suốt đời cả nói một cách khó nghe thì bách tính của chấn nhỏ này ai cũng có thể có thiện báo nhưng dù thế nào cũng chẳng tới lượt ngươi vị đại tiên thần thông quảng đại đó càng hờ hững thì trong lòng bà lão thần sông càng bồn chồn cuối cùng dứt khoát cắn răng chui xuống dòng nước sau một thoáng thân ảnh của bà lão biến mất nhưng trong suối nước giữa thanh ngư bối và cầu đá phòm giống như có một bóng đen màu xanh thẫm siêu siêu vẹo vẹo lướt xuống hạ du bóng đen này sau khi tới gần cầu đá phòm thì tốc độ chậm lại cuối cùng quả thực giống như là rùa rẽ nước cách cầu đá phòm và hồ sâu còn hơn 10 trượng thân ảnh của bà lão đột nhiên tăng tốc hiển nhiên là muốn cầu phú quý trong hiểm nguy muốn liều một lần bởi một lần vượt qua, sau khi bà lão một hơi lao đi mấy chục trượng, thân ảnh dưới nước quyện thành một vòng để chúc mừng bản thân sống sót sau tai nạn, kìm lòng không đậu lại xoay một vòng, mái tóc đen dài quấn quanh thân xác khô gầy như không còn máu thịt, thần sông đứng giữa suối nước, ngẩng đầu nhìn về phía cầu đá vòm, cuối cùng nhìn rõ cành kiếm giả vẫn là đầy vết rỉ xét giống như lúc bà ta còn nhỏ, chẳng có gì khác nhau cả. nhưng ngay sau đó, bà lão thần sông chỉ nhìn cành kiếm giả một cái mà mắt lập tức nổ tung, suối nước quay cuồng sóng nước rộn ràng chỉ một lát sau dòng suối nhỏ này cuối cùng cũng khôi phục gió êm sóng lặng bà lão mọc lại hai mắt nhưng khí tức của bà ta đã trở nên yếu ớt bên tai vẫn va lên tiếng nói của vị đại tiên kia người ta không thèm để ý tới ngươi là mộ tổ nhà ngươi bốc khói rồi ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước sau này khi đi qua cầu đá chớ có ngẩng đầu lên bà lão ấp úng nói không dám không dám nữa ạ à. tiếng nói của dương lão nhân truyền đến ngươi cứ bơi xuống đi thử xem có thể bơi được tới đâu khi qua lò rèn thì đừng có càn rỡ có điều không phải lo quá sự tồn tại của ngươi có thể khiến suối nước này trở nên âm trầm hơn một khi sinh ra thủy tinh sẽ có lợi cho thối luyện đúc kiếm cho nên vị nguyễn sư kia sẽ không làm khó dễ ngươi đâu nếu ngươi làm việc chăm chỉ người ta không chừng còn bố thí cho ngươi một chút cơ duyên ly châu động thiên tuy đã vỡ vụn linh khí sắp trào ra xung quanh nhưng về đại thể vẫn có thể kéo dài ba bốn mươi năm vị thánh nhân nguyễn sư rất là vững chắc đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt bà lão thở phào nịnh nọt cẩn tuân pháp chỉ của đại tiên bên thánh ngư bối có người nói với vẻ đầy khâm phục tiên đối thật là thần thông không ngờ có thể tự mình sắc phong trò hà bà một phương mấu chốt là con có thể không lo quấy nhiễu thiên đạo dương lão nhân vẫn giữ tư thế ngồi ban đầu chẳng thèm quay đầu cười lạnh nói hà bà và há bá chỉ khác có một chữ nhưng ý nghĩa lại khác nhau một trời một vực người đọc sách như người có hiểu không người tới chính là hạt giống đọc sách lớn nhất của thư viện thôi minh hoàng hắn nên là người cuối cùng rời khỏi nơi này tới xứ khác vị thư sinh anh tuấn phong thần ngọc lãng này cười nói đúng là nghe rợn cả người trên con đường chặt đầu lại tự dưng rẽ ra một lối tắt bút tích cỡ này thật sự khiến vãn bối bội phục dương lão nhân lạnh lùng hỏi tiểu tử ngươi biết thân phận của ta thôi minh hoàng lắc đầu cười nói sơn chủ trước chuyện chẳng nói gì nhưng ta miễn cưỡng đoán ra được một chút manh mối dương lão nhân bực mình nói đi đi tiểu tử ngươi vẫn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta đổi thành sơn chủ của các ngươi thì còn được thôi minh hoàng chẳng những không đi ngược lại còn ngồi lên thanh ngưu bối trước khi ngồi xuống không quên vươn tay ra tóm lấy ngọc bội bên hông để tránh nó va vào đá hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm nói khẽ không có một thân tu vi thông thiên để bảo vệ tòa ly châu động thiên này không cho thiên đạo thẩm thấu càng không nguyện sử dụng đến cuối cùng chỉ có thể dựa vào hai chữ bản mạng thật sự chống đỡ tới cùng dương lão tiên sinh ngươi nói thử xem vị tề tiên sinh này này rốt cuộc là muốn gì lão nhân chỉ hút thuốc thần sắc âm trầm thôi minh hoàng lầm bẩm nói nếu là mong vì dân sinh mà lập mạnh thì thiệt thòi quá hắn là tề tĩnh xuân sơn chủ sơn nhai thư viện đệ tử đắc ý của đệ tứ thánh nho giáo một cái mạng của hắn đổi lấy kiếp sau của năm sáu ngàn phàm phu tục tử liệu có lời không ta thấy là không đổi lại là ta tuyệt đối sẽ không làm đâu dương lão nhân nhả một hơi khói những lời này của ngươi chỉ có thể lải nhải với ta thôi nếu để truyền ra ngoài cả đời ngươi cũng đừng hòng làm sơn chủ thư viện để tình ngươi trước đó nói vài câu lọt tai chúng ta tâm sự nhé người đọc sách mỉm cười nói vậy thì tốt quá, vãn bối cầu còn không được. Lão nhân nhìn mặt nước, có điều trước đó ta muốn hỏi ngươi một câu. Thôi Minh Hoàng gật đầu nói, tiền bối cứ hỏi. Lão nhân chậm rãi nói, một bước bước tề tĩnh xuân tới tuyệt cảnh có phải là thủ đoạn của ngươi không? Thôi Minh Hoàng đầu tiên là ngây ra, rồi lập tức cười khổ, cuối cùng cười tự diễu, tiền bối có phải là coi trọng ta quá không? Dương lão nhân không quay đầu, một luồng khỏi lượn lờ bốc lên trước người lão nhân, ta chẳng có bản sự gì khác, nhưng chuyện xem lòng người thì cũng tạm, cho nên ngươi không nên tới nơi này. Thôi Minh Hoàng cười giải thích nói, cứ tính thử nhá, từ thứ nhất tới thứ tư của nho ra, lấy cái này làm bắt đầu cũng là chuyện của 80 năm trước rồi, ta hiện giờ chẳng qua chỉ khoảng 20, vậy nói thế nào cho thông đây? Lão nhân quay đầu, cười tùng tìm nói, ý của ngươi là bản thân chỉ là đúng dịp tới đây lấy ngọc khuê trần quốc, lại vừa hay gặp phải vụ thảm án này mà thôi, thuộc về loại bùn vàng ở đũng quần, không phải phân cũng là cất à. Thôi Minh Hoàng vẻ mặt thản nhiên, cười nói, thế sự vô thường, không khéo đã chẳng thành sách, dương lão nhân ha ha cười ngoài cười nhưng trong không cười thôi minh hoàng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian đi thẳng vào vấn đề nói vãn bối quan tâm tới tòa phi vân sơn đó hy vọng biến nó thành chỗ của thư viện mới vãn bối tới đây là khách nhập ra tùy tục về tình về lý thì đều nên báo một tiếng với dương lão tiền bối không biết tiền bối có yêu cầu gì không dương lão nhân nhăn mặt không nói gì thôi minh hoàng dường như cũng không dám tự tiện dục dạ lão nhân chậm rãi đứng dậy nói khẽ tiền bối yên tâm chỉ cần tiền bối một ngày chưa gật đầu thư viện của vãn bối một ngày không dám phá thổ động công nếu ngày nào đó tiền bối cảm thấy việc này có thể làm được cứ bảo chỗ bên nhà thự diêu vũ đốc tạo chuyển lời cho thôi minh hoàng là được dương lão nhân ở một tiếng không hề cự tuyệt người từ ngoài vạn dặm thôi minh hoàng thở dài cáo từ giống như quân cờ nhỏ bà lão hà bà có thể thật sự trở thành thần vị hay không vẫn phải xem quan hồ thư viện có muốn tìm kiếm một thuộc địa chơi cờ vây ở đại ly vương triều hay không lựa chọn tòa phi vân sơn đó kỳ thật lão nhân cũng không bận tâm lắm chuyện duy nhất lão nhân để ý là đêm đó tề tĩnh xuân xuân đến lang kiều đã nói gì với nguyễn cung cuối cùng hắn một mình ngồi ở lang kiều một đêm sau khi hướng đông mới đứng dậy về trấn nhỏ trong lúc đó tề tĩnh xuân rốt cuộc đã nói gì làm gì lão nhân cầm ống thuốc đứng dậy thấp giọng mắng chẳng kẻ nào khiến cho người ta bớt lao cả trong trường tư bốn đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau bọn nhỏ không nhìn thấy tề tiên sinh ngược lại thấy ông cụ quét xác quanh năm suốt tháng thay một thân nho sam giống như trang phục của tề tiên sinh bên hông dắt một viên ngọc bội tóc bạc trắng bó lại đầu đội mũ cao lão nhân ngồi trên vị trí của tề tiên sinh nói với bốn đứa nhỏ rằng tề tiên sinh đã thôi làm tiên sinh dạy học và sơn chủ thư viện cho nên sau này sẽ do lão dạy học chuyện ra ngoài đi xa tề tiên sinh đã nói với bọn nhỏ từ trước trưởng bối nhà chúng cũng đã gật đầu đáp ứng lão nhân không còn vẻ hiền lành trước kia khi thế uy nghiêm hỏi lý bảo bình đâu vì sao chưa tới trường lý hoài lấm la lấm lét bình thường luôn xích mích với cô gái áo bông đỏ đó lập tức tố giác Lý Bảo Bình trên đường đến trường, nghe nói cây hoè già đổ, thế là chạy tới góc vui, ta không kéo được nàng ta, tính khí nàng ta rất nóng nảy, ta khuyên như thế nào cũng không nghe, nàng ta còn muốn động thủ đánh người nữa. Ba đứa còn lại đều oán thần, Lý Hoè đúng là có năng lực trợn mắt nói dối hơn hẳn những người khác. Lão nhân quay đầu nói với tiểu cô nương tết tóc đuôi ngựa, nói, người đi gọi Lý Bảo Bình về, chúng ta hôm nay sẽ rời khỏi trấn nhỏ. Tiểu cô nương vâng một tiếng, có chút không tình nguyện đứng lên chạy ra khỏi trường. Lý Hoè tuổi chưa lớn nhưng miệng lưỡi điêu hoa không quên lửa cháy đổ thêm dầu lên mặt cụ non nói lão mã à loại học sinh bất hảo như lý bảo bình nhất định phải quản thúc cho tốt bằng không sẽ không thành tài nếu tề tiên sinh không này đây lão mã ngươi phải gánh trọng trách này lão nhân trừng mắt lý hoè sợ tới mức câm như hến ngoan ngoãn câm miệng chỉ không ngừng thầm mắng mà lão nhân không ra gì lão hổ không ở núi khỉ gió lại xương vương trước kia lý hoè rất ghét quy củ của tề tiên sinh hiện giờ lại hoài niệm tề tiên sinh vẫn tốt hơn cách cách lớp học là gian nhà của tề tĩnh xuân thôi minh hoàng của quan hồ thư viện ngồi sau bàn nhìn bốn phía nở nụ cười điềm đạm có chút thất vọng nói khẽ sách cũng chẳng có được bao nhiêu khi trần bình an đến lò rèn nghe thấy tin tức kia thì có chút ngây người chữ diêu trời chưa sáng đã rời khỏi trấn nhỏ nguyễn tú nói là bên đảo huyền sơn có phi kiếm chuyển thư chữ cô nương sau khi nghe tin thì vội vàng rời khỏi lò rèn trần bình an lúc này mới biết thì ra chữ cô nương lúc trước tới ngõ nê bình đã để cáo biệt với mình trần bình an lưng đeo sọt đứng trước mái hiên nhà chữ diêu ở tạm mỉm chặt môi Nguyễn Tú Ôn Nhu nói, chữ cô nương bảo ta nói với ngươi, vào kiếm đó nàng ta mượn một thời gian, sau này sẽ trả lại ngươi. Trần Bình An lắc đầu nói, không sao, Nguyễn Tú muốn nói lại thôi. Trần Bình An mới hiểu những lời mà Nguyễn Cô Nương vừa nói chẳng có ý nghĩa gì, vào đầu nói, ta về ngõ nê bình đây. Nguyễn Tú gật gật đầu, Trần Bình An bước đi, Nguyễn Tú đột nhiên nhớ tới một chuyện, hô, Trần Bình An, ta ta nói ngươi trong khoảng thời gian này cứ an tâm làm việc ở lò rèn, sau này có thể cần ngươi giúp rèn sắt đấy. Trần Bình An quay đầu cười nói, cảm ơn thiếu nữ áo xanh cười thản nhiên trần bình an một mình đi ở ven suối sau khi lên cầu đá phòm thì đột nhiên dừng bước tháo sọt xuống ngồi trên cầu đá hai chân lơ lửng cái sọt đựng chảm long đài thì để ở bên cạnh một đôi giày rơm nhẹ nhàng lắc lư đối với việc chữ cô nương rời đi thiếu niên không sầu não lắm bởi vì ngay từ đầu đã biết là nàng ta sẽ đi rồi chỉ là có một số lời vẫn chưa kịp nói không biết qua bao lâu trần bình an bị tiếng vang của bọt nước dưới chân cầu làm bừng tỉnh trần bình an vội vàng quay đầu cái sọt đã không thấy đâu trần bình an không chút do dự hai tay chống một cái nhảy xuống nước sau khi xuống nước nhanh chóng đổi thành tư thế trong nước đầu hướng xuống dưới ra sức lặn xuống sau khi trần bình an trợn mắt lên mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng trong nháy mắt đó hắn liền mất đi chi giác ngay sau đó trần bình an phát hiện mình đứng trên mặt nước giống như gương khẽ dậm chân có thể dậm ra gợn nước nhưng mặt gương thì không vỡ trần bình an đột nhiên giơ tay lên che mát phía trước ánh sáng chói mắt chiếu rọi cả trời đất đợi cho hào quăng nhạt đi trần bình an buông tay nhìn thấy xa xa có một người đang ngồi đó một chân co lên một chân thả xuống giống như là ngồi trên rìa vách núi tư thế lười biếng cả người đám chìm trong ánh sáng chói lọi trần bình an không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người đó giống như giấc mộng lúc trước ở trong nhà tại ngõ nê bình nhân vật đứng giữa lang kiều hai người rất giống nhau nhưng trần bình an không dám xác định có phải cùng một người hay không người đó ngẩng đầu ngáp một cái chậm rãi nói người đọc sách tên là tề Tê tĩnh xuân nói hắn rất thất vọng với thế giới này còn ngươi thì sao trần bình an sau khi người đó lên tiếng thì hô hấp rất khó khăn cắn chặt răng rất nhanh hắn lại nghe thấy tiếng tim đập của mình giống như có người đang nổi trống vang trời thiếu niên mặt đỏ lên vươn tay ra ôm ngực thần nhân gõ trống báo xuân trống không vang xuân không đến người đó vung tay lên tay áo lay động như giải ngân hà trên cầu vòm đá thiếu niên giật mình như gà mổ thóc quay đầu lại nhìn cái sọt vẫn ở trước mặt mình thiếu niên ôm đầu nói lại nữa à Trần Bình An tát mạnh mình một cái, đau quá, hắn hoang mang đứng dậy rồi khiêng sọt bỏ chạy. Trần Bình An một đường chạy về ngõ Nê Bình, mở cửa sân, phát hiện chỗ cần cửa sân ngổn ngang cảnh hoè, thầm nghĩ nhà đầu đó đúng là giỏi khiêng giỏi chạy. Trần Bình An buông sọt, sau đó ngồi ở cửa sân, là mồ hôi, một vệt đỏ từ đầu kia ngõ Nê Bình chạy tới, tiểu cô nương đầu đầy mồ hôi, sau khi nhìn thấy Trần Bình An thì nhếch miệng cười, nàng ta chống cây hoè xuống đất, thở hồng hộc, từ trong túi theo dắt bên hông moi ra một lá hoè xanh mướt. Trần Bình An sau khi nhân lấy, cúi đầu nhìn, so sánh với lá hoè mặt tề tiên sinh lần đó dẫn hắn đi ngắt, những lá hoè này tuy cũng màu xanh, nhưng gần lá đã khô vàng. Trần Bình An nhìn cô nương mặc áo bông đỏ đang nhìn trái ngốc phải, cười cười phương tay ra, tiểu cô nương vẻ mặt ngơ nác, Trần Bình An không thu tay lại. Nàng ta kiên trì một lát sau rồi vẻ mặt ảo não từ trong túi lấy ra một chiếc lá cây cuối cùng, đặt mạnh lên lòng bàn tay Trần Bình An. Trần Bình An tiếp tục giơ tay ra, nàng ta phùng mang trợn má xoay người không biết từ đâu lại lấy ra một lá hoẻ mặt như đưa đám đưa cho trần bình an trần bình an nhịn cười chập tám lá hoẻ lại với nhau có điều vẫn rút ra ba lá đưa cho tiểu cô nương áo bông hồng ôn nhu nói tặng cho người đó tiểu cô nương không nhận mắt to đen nháy như cây nho lộ ra vẻ nghi hoặc trần bình an xoa đầu tiểu nha đầu ôn nhu giải thích bản thân ngươi trước tiên giấu đi và ta về sau tặng cho ngươi là không giống nhau sau này chớ quên chuyện đã đáp ứng người khác thì nhất định phải làm cho bằng được trần bình an nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ đó cười nói nếu đã cố gắng rồi mà vẫn không làm được thì nhớ báo một tiếng tuy tiểu cô nương cảm thấy hắn nói rất đạo lý nhưng bản thân lại không còn mặt mũi nào thế là nhăn mặt tức giận nói ngươi sau giống như tề tiên sinh của trường tư thế ta không thích ngươi trần bình an giờ khóc giờ cười nói ta giúp ngươi khiêng cây hoe về nhà phí lực của ta lớn đi một chuyến là rủ rồi tiểu cô nương áo hồng đã mệt lử mắt lập tức sáng rực cười tới hai mắt hiếp lại như trang khuyết thế ta lại thích ngươi một chút rồi đấy tuy trần bình an nhìn thì thân thể gầy yếu nhưng khi hắn khiêng cành hoè lên vai tuyệt không hề miễn cưỡng mà thoải mái đi lại ở ngõ nê bình khiến cho vị tiểu cô nương mặc áo bông hồng ở phía sau thấy mà trợn mắt há hốc mồm lúc trước nếu không phải nàng ta kiên trì trần bình an ngay cả cành hoè nhỏ xíu trên vai nàng ta cũng khiêng luôn ở cửa ngõ nê bình có một tiểu nha đầu tết tóc rừng dây đang đứng hai má chắc là do giá rét mùa đông lên đỏ hay hay sau khi thấy cô nương áo bông đỏ nghênh ngang khiêng cành hoè nàng ta giàu dĩ nói lý bảo bình không phải nói là đã bỏ cành hòe theo ta về trường à người không biết đó thôi hôm nay mã Gia Gia lạ lắm ăn mặc như tề tiên sinh nói là muốn dẫn chúng ta đi du học tới sơn nhai thư viện nếu để mã Gia Gia phát hỏa với chúng ta thì là tại người đó cô nương áo bông đỏ căn bản là là chẳng thèm nghe từ bên túi rắt ở hồng lấy ra một lá hòe xanh mà trần bình ăn tặng cho nàng ta xoay xoay với người bạn bên cạnh đắc ý rào rạt tiểu nha đầu tết tóc rừng dây chỉ cảm thấy rất lạ không biết một lá cây rách thì có gì mà đáng khoe nhưng nàng ta không chịu nổi bộ dạng đó của Lý Bảo Bình, rất muốn đánh. Vấn đề là trong trường trẻ con không được to cao cho lắm, cho dù là lớn như Lý Hoè cũng đánh không lại Lý Bảo Bình. Còn từng bị nàng ta đánh cho phải nằm trên đất giả chết, Lý Bảo Bình vẫn không bỏ qua, tụt quần Lý Hoè rồi treo quần lên cành cây. Lý Hoè cởi chùa một đường gào khóc về nhà, mẹ nàng ta cũng không phải là đèn hết dầu, không nói hai lời kéo Lý Hoè giết tới phố Phúc Lộc. Kết quả còn chưa tới Lý ra, nhìn dư tử bằng đá khí phái uy nghiêm hai bên đường, Môn thần hoa văn màu và tường viện cao lớn, phụ nhân đã ỉu xỉu, lại đánh cho Lý Hoè một trận, ngay cả cửa lớn Lý ra cũng không gõ đã kéo tai con mình trở về căn nhà nhếch nhác ở cuối cùng phía tây trấn nhỏ, có điều đêm đó phụ nhân làm gà hầm, Lý Hoè cởi chuồng đứng trên ghế, ăn khoan khoái hơn bất kỳ ai, chẳng còn nhớ tới chuyện bị Lý Bảo Bình đè xuống đất mà đánh nữa. Tập 23 bộ truyện kiếm lai like kết thúc ở đây nhé, tập tiếp theo ở bên dưới nội dung trong danh sách phát. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới nhất từ Ki Quy Truyện.